Oh, quay 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 quên quên quên. Rồi, chào mừng tất cả anh em đến với M2 Deal Channel. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu một buổi review sản phẩm. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu một buổi review mới. Đó, lại cắt cái đoạn đó rồi. Chinh 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 hai bác. Chào mừng tất cả anh em đến với diễn đàn M2 Deal Channel. Kênh dạ. Kênh YouTube. YouTube hả? Kênh YouTube. À, ra. Chào mừng tất cả anh em đã đến với M2 Deal Channel. Trên tay chúng ta lại là một quyển truyện mới. Ở cuốn tập 1, chúng ta đã bóc tem và xăm soi nội tại bên trong của em nó. Hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục nội dung đó. Và chúng ta bắt đầu video. Quên. Đầu video. À, đầu tiên là chúng ta phải bóc lột màng. Đấy, lâu rồi không lột màng nè. Ở đây mình không dùng kéo thì xin lỗi, mình phải dùng móng tay vậy. Để ngay nói ngay ở giờ để móng tay nha. Này là bất đắc dĩ thôi. Dạ rung tay quá, rung tay quá. Hơi cắt đầu này. Ôi, sau khi vật lộn cấu xé em nói chúng ta đã bóc được cái màng. Đây, bỏ cái này ra một bên. Đây, tổng thể của cuốn truyện cũng như cuốn tập 1 vì sao y chang không khác gì. Mã vạch, tem kim đồng, giá tiền sản phẩm giống một dãy số 0 ha, nhưng nó là 20.000. Dành cho lứa tuổi 12 cộng. 12 tuổi đấy. Rồi, không có gì, mặt trước khác với cuốn truyện tập 1. Ở tập 1 chúng ta được thấy chấn thẳng bộ mặt của Yugi. Nhưng ở tập này chúng ta là thấy xuất hiện hai nhân vật khác. Cái này là đi. Cái này đây, hai chế này thôi, mọi người cũng đã biết rồi, khỏi nói tên cũng được. Rồi, bắt đầu tiến vào bên trong. Ôi. Lại màu vàng quen thuộc, màu vàng đồng quen thuộc. Không có gì khác so với cuốn tập 1. Màu vàng, chữ trắng, không khác gì cả. Kim đồng chán vậy. Chỉ được đổi có cái này thôi, bìa, không gì khác. Chuyện vẫn là ngược. Sâu vào nội dung bên trong. Ở tập 2 này thì lúc này Yugi đã làm thân được các người bạn mới Shinnochi, Azu, Honda. Ở đây, một nhân vật. Nhật bí ẩn, à, người Ai Cập bí ẩn. Đi sâu vào bên trong một chút nha. Nào xem chấp 1 nó là gì. À đây, chấp 8. Ở cuốn truyện tập 1 chúng ta đã có một bài so sánh với cuốn truyện lậu. Ở cuốn truyện lậu thì nó dừng ở chấp 5 và cuốn ta truyện tập 1 dừng chính xác của Kim Đồng dừng ở chấp 7. Và cuốn 2 sẽ bắt đầu ở chấp 8. Gã chủ tiệm nham hiểm. Không biết bên trong đây nói gì ta. À thôi bỏ qua cắt. Còn một lục đi. Một lục là nhanh nhất. Đây, ở một lượt chúng ta thấy có 2, 4, 6, 8, 8 chấp, 8 bất tổ. 8 bất tổ của cuốn truyện. Tiếp. Ở cuốn truyện tập 2 này chúng ta sẽ không đi sâu vào các nội dung của từng bất tổ, từng chấp 1. Mà chúng ta sẽ đi vào bất tổ chính, làm nên huyền thoại lịch sử của tập 2 trong tức, trong tìm, trong... Đi vào nội dung chính của tập 2 là tập mà có thể nói là đặt mở đầu cho một kỷ nguyên của Yugi, thật sự của Yugi. Và tới bây giờ chúng ta đều đã biết bài Yugi. Dạ, chính xác, nó đấy. Nào bắt đầu. Chuyện bắt đầu ở ngay chép 9. Qué, đâu rồi. Đây, mới vào chép 9 chúng ta thấy một đống lá bài. Là bà nha. Lúc này Yu-Gi-Oh chỉ là nằm trong một trí tưởng tượng của tác giả mà thôi. Nó vẫn chưa được phổ biến như hiện nay. Ở tập 2 này chính là sự xuất hiện đầu tiên của Yu-Gi-Oh đối với tất cả mọi người. Bài Yu-Gi-Oh
Lúc đầu nó mang tên là Magic and Wizard, phép thuật và phù thủy. Hay nhỉ, tên hay á. Đây, những lá bài có thể gọi là huyền thoại. Wow, Kim Đồng dịch luôn cả tên nè. Chiêu hò Demon, Địa ngục nhảy múa. Wow, Kim Đồng dịch luôn cả tên luôn. Đây, đấy, cây đèn ma thuật. Ghê thật, Kim Đồng dịch cả tên luôn. Và đây, lá bài huyền thoại của tất cả các anh em xem chuyện Yu-Gi-Oh từ đời đầu tiên. Những người anh em nha. Chắc hẳn là thế hệ 9X sẽ rất nhớ quân bài này, rồng trắng mắt xanh. Và một vài bạn trẻ hiện nay xem Yu-Gi-Oh của HT3 chiếu cũng sẽ biết đến quân bài này. Một trong những lá bài hiếm nhất cấp độ cao được các tay chơi bài săn sỏi hả? Chơi bài săn sỏi, săn lùng vì nó quá mạnh nên người ta đã ngừng sản xuất. Bây giờ lưu ai hơi bị nhiều á, đúng không mọi người? Một câu nói hơi quá. Ai đây? Cái bà. Lúc này lên chuyện mặt thộm ha. Nhìn trong phim movie đều nhìn mặt ngầu lắm à. Đây, nhìn bản mặt nè, khác ha. Mặt này thộm gọi là mặt này khác rất nhiều. Ôi, cây ba cũng đã xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên cây ba xuất hiện. Tập 2 này nhiều hứa đầu tiên ha. Đấy, sắp sớm có một cuộc ẩu đả nè. Đó, cây ba đã nhìn thấy rồng trắng mắt xanh. Tẹn. Mồ hôi hột đổ ra. Cây ba luôn gắn liền với rồng trắng mắt xanh. Và đây, anh ấy đọt dĩ vì một lá bài và anh ấy đổi cả sắp bài như thế này. Có một cả một vali như thế này. Có anh em nào có cả vali này không? Comment chút nữa, chụp hình comment phía dưới cho mọi người cùng xem nha. Cái bàn đã tức lên. Rồi, tức lên rồi. Đây là gì? À, cảnh hồi tưởng ký ức của ông nội Yugi. Skip qua đoạn này. Chúng ta tới với một trận deal. Một trận deal cơ bản, chuyện điêu đầu tiên, không có gì khác. Đây, skip qua luôn. Cây ba từ nhỏ đã thể hiện mình là một thằng láo cá khi đã dùng thủ thuật chơm bài, một trong những kỹ thuật mà hiện nay vẫn còn được sử dụng. Đấy, đó, bài giả lên, bài thật chôn, chơm mất tiêu, tiền đen. Và Yu-Gi-Oh đã phát hiện điều đó. Rồi, Yami xuất hiện. Đúng, Yami đây. Rồi, Yami đã bắt đầu. Yami tiến tới. Yami đã đi gặp Kaiba. Và sẽ chuẩn bị quyết đấu cùng Kaiba. Bài hữu mạnh nhất. Và bây giờ ai mới là bài hữu mạnh nhất? Trận chiến bắt đầu. Hai bên đã đặt hai bộ bài của mình ở góc bàn. Đầu tiên, cái ba triệu hồi quái thú năm sao. Quái thú Gago gì đó, đọc không được chữ này. Gagole, đọc vậy đi ha, đừng ai ném đá gì nha. Đụng năm sao, năm sao lên thẳng sân luôn, đúng là thánh. Đúng là cái ba năm sao lên thẳng sân luôn. Ở đại này chả có cái vụ chi biêu summon gì đâu. Yugi bắt đầu rút bài, triệu hồi quái thú Long Vương Hắc Ám. Tên cũng chuối. Tên gì mà cũng chuối vậy. Để ngày mốt Kim Đồng dịch thì để nguyên bản gốc được không? Tiếp. Skip. Rồi, một chuyện chiến bắt đầu. Long Vương Hắc Ám tấn công. Vậy cấp bậc là 6 sao sức công 1.500. Còn con của K3 chỉ là 5 sao sức công 1.000. Quá. K3 thua rồi. Trận này là thấy Yugi ra là K3 phải thua thôi. Trò chơi bóng tối. À đây rồi, Yugi đã khởi động trò chơi bóng tối. Tất cả các quái thú đã hiện lên. K3 hết hồn. Lần đầu tiên K3 thấy điều này. Ôi, mặt hồn xuất hiện nữa nè.
ảo giác về cái chết, lớp 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 la la. Điểm gốc của K3 còn 1.500. Ồ, K3 hay là thấy hứng thú hơn. Ôi, mặt này bạn nào về chụp bỏ làm avatar hay á. Mặt thộm thiệt. Hồi xưa những K3 mặt thộm thiệt. Đó, ngầu chưa? Đây mới là thánh à, Yugi mà. Thế, chuyển qua. K3 đã rút đầu quân bài Mino Turret. Ủa con này nhớ 4 sao mà ta. Ờ thôi, bỏ qua, chuyện mà. Chịu hồi, xích công 1.700. Đúng. Lên. Xích công 1.700, tấn công 1.500. Một trận chiến thật ác liệt. Xẹt xẹt. Đó, con rồng đứt ra luôn. Ôi, kinh dị quá. Đi, không có máu chảy ha, kỳ ha. Rồng nó đứt ra rồi. Ở đây là luật của trò chơi Magic and Visa. Dài quá, kiếp luôn. Yugi chịu hòa một quân bài trong thế phòng thủ. Holy F. Thủ cũ 2.000, thư thủ khá là cao. Và cái bài cũng đã chuyển quái thú của mình về tư thế phòng thủ. Yugi đã rút được. Không ổn rồi, quân bài loại này khó lòng chống đỡ. Hài cốt. Ồ, tên hay nhỉ, hài cốt. Hình nhìn nhìn hình đón tên luôn. Trong 300, hủ 200. Mạnh, 300, 200 mạnh. Tiếp theo, K3 chịu đã rút được một quân bài tuyệt vời. Đó là Megamo. Ờ, không phải. Khổng lồ hóa. Lại là tên tiếng Việt nữa rồi. Quân bài sẽ tăng, gia tăng, tăng 20% lực tấn công lẫn phòng thủ của Minotaurus. 20%. Có gì đó sai sai nhỉ. Ha, bỏ qua. Minotaurus tấn công Holy F. Ồ, cách biệt 40 điểm luôn. Giờ mà kiếm được 40 này trong Yu-Gi-Oh khó lắm á. Đúng. K3 liên tục tấn công Yugi. Yugi đang bị hèo dồn vào hơi bí. Và đây, nếu quân bài tiếp theo mình rút có điểm tấn công thấp hơn Minotaurus, mình sẽ thua. Niềm tin vào lá bài Turok. Hay lắm. Đó là quân bài mạnh nhất trong một bài của ta. Chịu hồi Demon. Sức công 2.500. Đi ghê chưa, 2.500 luôn á. K3 hốt hoảng sửng sốt. Ồ, chỗ sửng sốt bự dữ. Tiền tan. Một tiệt chiêu của chịu hồi Demon. Phóng điện éc. Tiệt 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 tiệt. Rồi con Mino gì đó đã khắc nghiệt và đụng chết queo. K3 đang suy nghĩ gì đó. Dài quá, mọi người tự đọc được không? Chắc được chứ nhỉ. Đấy. Bla 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 bla. Chuyển. Và K3 đã sử dụng một thuật cháo bài. Lần trước anh Đạp Nhân Đức cũng đã làm cái vụ cháo bài này rồi đúng không? Chỉ thuật cổ xưa nhưng mà vẫn rất hiệu quả. Rồi, lưu bài đã được cháo lên đầu bài. Và đúng, lưu bài xuất hiện. Quân bài hiếm nhất trong lịch sử. Lưu bài hiếm nhất trong lịch sử. Ơ, à, được. Ra đi, rồng trắng mắt xanh. Sức công 3.000, mát. Sức khẩu 2.500, mát. Ủa, hồi này 3.000 là mát rồi đó hả? Kỳ vậy vậy. Ố, mặt K3 gian lên rồi. Gian quá gian. Đây là đoạn mà mình thích nhất trong cuốn truyện này. Tập mà Yugi hát nhất. Đó. Đây, chúng ta bắt đầu. K3 ra lệnh cho Luai tấn công, nhưng Luai không tấn công, Luai đứng im, câm lặng luôn. Đây, Yugi giải thích đây. Nó không tấn công bởi vì K3 xem ra mình vẫn chưa hiểu ý nghĩa của trò chơi này. Rồng trắng mắt xanh không mang trái tim của mi trong đó. Ta có thể thấy tâm hồn của ông bên trong rồng trắng mắt xanh. Hát vờ lơ. Ồ, Luai đang biến mất. Ồ, Luai đang biến mất rồi. Xung đột giữa mệnh lệnh tấn công ta và lòng trung thành đối với ông trong tâm thức của rồng trắng mắt xanh sẽ khiến nó tự tiêu diệt chính mình. Và nó đã hoàn toàn thành sứ mệnh. Thật là ngu ngốc. Quân bài là quá gì có ý thức. Đúng rồi, tại vì có ý thức. Nhưng đây là trò chơi của Yugi. Chúng mày nên nhớ thế. Đây là trò chơi của đấng Yugi. Và Yugi rút bài. Rút bài phục sinh.
Hồi sinh là quái thú đã chết, kể cả hậu phía đối thủ. Biển nó hành quân bài của mình. Đấy, đúng, Yugi đã gọi được rồng trắng mắt xanh. Đây là cảnh duy nhất mà Yugi sử dụng rồng trắng mắt xanh để chiến đấu. Sau cảnh này chúng ta không bao giờ thấy Yugi sử dụng rồng trắng mắt xanh bao giờ cả. Có dùng rồng đa mắt đỏ nữa. À, phù khỉ đen 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 gian nhúa gì đó đánh mà rồi rồng trắng mắt xanh tấn công trực diện K3 trở về điểm bắp không. Đây là trận thua đầu tiên của K3 trong cuộc đời, ghê chưa, chỉ có thể là Yugi mà thôi. Tét ô, Yugi có khả năng nhốt K3 vào lá bài với Pegasus luôn, hay dữ đó. K3 ô, mặt này thộm nữa nè, lại mặt thộm, tác giả thích vẽ mặt thộm K3 ghê. Ô, K3 đang bị quái hú hù dọa hả, chắc không ăn đâu ha, thịt K3 dở chết ăn gì. Và Yugi đã lấy được lại rồng trắng mắt xanh, game over, trở về. Và chúng ta kết thúc một chat được gọi là lịch sử của Yugi, mang đậm tính lịch sử nhất. K3 xuất hiện, rồng trắng mắt xanh xuất hiện. Theo như cuốn truyện thì nó là như vậy, còn nếu mà bạn nào đã xem anime, chúng ta sẽ có một vài cảnh phụ thêm như là bàn đấu không phải là bàn đấu trắng như ở trong truyện chúng ta thấy, mà đó là một bàn đấu được chia ra vùng miền khác nhau, từ núi, núi lửa, bờ hồ, rừng và nghĩa địa. Đó là sau khi bộ truyện này vừa khách hàng, tác giả đã thêm vào những chi tiết đó để chiều lòng các fan đã muốn cho trò chơi đấu quái vật này phổ biến và phát triển hơn. Và cảnh H kêu gọi Luai về phe của mình, Yugi về phe của Yugi vẫn được giữ lại, không hề bị thay đổi. Và sau đó thì sẽ có một cảnh K3 trở về nhà, mặt vẫn thộn và bắt đầu đập phá mọi thứ, đập như chưa từng đập, tất cả đập tất cả. Ấy, mặt gian vậy thôi chứ K3 cũng là một nhân vật khá là nổi tiếng trong Yugi, không phải khá nữa mà là rất nổi tiếng trong Yugi, chỉ xếp sau Yugi mà thôi. Nhắc tới Yugi là phải nhắc tới K3, hai người này luôn đi chung với nhau. Và sau trận chiến này, K3 đã ôm hận và sẽ trở lại trả thù Yugi một ngày nào đó. Ai coi những tập sau thì đều biết là đúng không, coi phim ấy, không nói chuyện. Sao và như mở đầu chuyện, chúng ta cũng đã có thấy một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Đây, chàng trai này. Bây giờ chúng ta xem anh ấy lại. Anh ấy bắt đầu xuất hiện ở khách đến từ Ai Cập. Battle thứ 3, trang 113. Battle thứ 3. Ô, lỗ rồi. Đây. Dì, Yugi và Anju trên con lạc đà kìa. À, thấy mặt Honda với Yonichi không? Mặt teo rồi đó. Chưa lần đầu cửa lạc đà nên teo rồi chắc rồi. Nào, bắt đầu. Chưa có gì hết, skip. Hiển một ông già xuất hiện. Ông già đã để ý tới trò chơi ngàn năm. Trò chơi ngàn năm của Yugi đã được. Ô, oh, nhìn kia. Chìa khóa công lý và cán cân ngàn năm. Ô, oh, thật không thể tin được. Hai bảo vật ngàn năm đã xuất hiện. Ý, có chú hết nè. Chú hết này chơi gì vậy? Đây, lăng mộ của Tutankhamun, một trong những vị pha ông vĩ đại nhất của Ai Cập. Cổ đại được triều đại thuộc triều đại thứ 18 khoảng vào năm 1332 và 1323 trước công nguyên. Ông vua này chết khá là trẻ, chết khoảng năm mười mấy tuổi thôi. Thật là tội nghiệp anh ấy, chưa được 10 tuổi cũng đã chết rồi. Thật là tội nghiệp quá đi, vị vua xấu số. Chuyển nếp nào, ký tự Ai Cập này. Đấy, ký tự Ai Cập. Chuyển qua tiếp nào. Ô, xác ướp kìa. Ô, vô nó chi sợ rồi. Ô, chưa có ngóc, chưa tè ra. Còn hàng này, ô, sao khóc vậy? Khóc kìa, nước mắt tuôn rơi. Chữ nhiều quá bỏ qua. Và đây, trò chơi ngàn năm. Trò chơi ngàn năm đang được trưng bày trong một tủ kính. Thật không thể tin được. Một lỗ thật ngây thơ. Và trò chơi ngàn năm đang ở trong tay của lão già này.
ai đó đang mở cửa tiến vào. Ồ, hắn xuất hiện rồi. Đây, chúng ta sẽ biết thân phận thật sự của anh ấy. Cậu là ai? Tao là hậu duệ của dòng tộc cai quản mộ trong suốt 3.000 năm, tông đồ của thằng Anubis. Thằng Anubis? Vị thần, đây, chú thích có luôn. Vị thần mình người đầu chó có liên quan đến quá trình ướp xác và cuộc sống sau cái chết trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Ông này đã bắt đầu hốt hoảng về căn cân ngàn năm, trong những bảo vật mạnh nhất. Căn cân ngàn năm và dòng trí tuệ và trò chơi ngàn năm là ba bảo vật mình thấy là mạnh nhất trong 7 bảo vật. Bắt đầu, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Trò chơi bóng tối đã bắt đầu. Và hiểu rồi, ai chơi bóng tối mà không thắng. Rồi xong, ông ta đã tèo. Và hắn đã lấy lại trò chơi ngàn năm. Hắn có chìa khóa ngàn năm. Chìa khóa ngàn năm sẽ giúp mở cửa căn phòng trái tim bên trong của Yugi, hoặc chính xác hơn là tâm hồn của Pharaoh. Nào, bắt đầu đi vào tiềm thức. Tông và ngày ấy đã gặp Yami. Yami một cách chào rất thân mật. Chà, thật hân hạnh khi có khách ghé thăm căn phòng của ta. Hey, nếu quý khách có lòng can đảm thì xin mời vào, trò chơi đang chờ đợi. Wow, và chúng ta tới Battle 14. Khách đến từ Ai Cập phần 2. Yugi và anh chàng này sẽ bắt đầu chơi một trò chơi. Hai trò chơi bóng tối giao nhau sẽ là trò chơi cực tối. Bắt đầu lý giải nhiều quá, đoạn này thì các bạn sẽ đọc khi mua chuyện được không? Đoạn này thì mình xin bỏ qua chi tiết, các bạn sẽ xem chuyện sau ha. Tiếp, quá nhiều chữ. Cái gì vậy? Một trò chơi. Trò chơi bắt đầu là một máy cung khổng lồ. Trái tim của thằng nhóc này là một máy cung khổng lồ. Anh ta đang bị rối trí. Game hack não. Yugi đã dùng, Yami đã dùng một trò chơi hack não để hack não lại kẻ đã hack não mình. Rồi quá. Yugi là thánh rồi. Đây là trong não của Yugi nên Yugi muốn gì mà chả được. Rõ qua. Và rơi rồi. Đỉnh. Tèo rồi. Rơi về là tèo rồi. Và anh ta đã phải ra khỏi căn phòng. Và đây là kẻ nợ ư? Tôi cũng cho anh mượn cái gì hả? Vì sao? Tôi nợ con người khác của cậu. Có người khác của tôi hả? Yugi lúc này ngu và lờ ra. Bỏ qua. Mặt ngây thơ như chưa, như không biết gì. Sao chờ ngày nào thì Yugi vẫn không biết gì mà thôi. Ngu vẫn là ngu. Và kết thúc cuốn chuyện ở chapter 15. Không có gì đặc biệt nên mình sẽ bỏ qua. Rồi, chúng ta còn gì không nhỉ? Khoan, xem lại chapter 15 cái đã. Rồi, kết thúc video tại đây. Tạm biệt tất cả mọi người. Giúp.